Dạ vâng, cửa hàng ô tô Cũ Đất Rẻ Hải Phòng xin chào toàn thể các bác đã tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay thì em gửi đến cho toàn thể các bác, các anh chị bạn một cái mẫu xe 8 chỗ ngồi, một cái mẫu xe thương hiệu của Nhật Bản. Vâng, các bác rất là quen thuộc với cái dòng xe này rồi đúng ạ. Một chiếc xe Toyota Innova các bác nhé. Được sản xuất 2007 bản G, với động cơ máy của nó là 2.0, trang bị hộp số sàn, tư nhân chính chủ biển Hà Nội các bác nhé. Một chiếc xe phải nói là rất là cứng cáp cho các bác về tham khảo đi gia đình. Nhà đang có nhu cầu muốn chạy dịch vụ hay là nhà đông người thì chúng ta có thể tham khảo cái dòng xe 8 chỗ này. Một cái dòng xe rất là lành và bền. Đấy. Thương hiệu của Nhật, máy 2.0. Thì với cửa tiền chưa đến 200 triệu các bác nhé. Chưa đến 200 triệu đồng là các bác nhà mình đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Innova bản G. Xe đẹp như này rồi. Đấy. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại 0906034285 hoặc 0866010016 nhé, để được sở hữu ngay cái mẫu xe Toyota Innova bản G đời 2007 này các bác nhé. Xin mời các bác cùng em đi vào chi tiết cái mẫu xe này. Trước hết là về phần hệ thống ngoại thất của xe thì nó trang bị cái màu sơn mà màu đen nguyên bản. Đấy, không có đổi màu. Đấy. Đây là màu nguyên bản của xe các bác nhé. Sơn tỉa và đánh bóng không tránh được. Đấy, cũng như là va chạm nhẹ không tránh được, nói thẳng là như vậy. Với dòng xe cũ đã qua sử dụng cũng như là nó đã gần coi như là qua 18 năm sử dụng rồi, 17 18 năm rồi. Nó đời 2008 2007. Thì nó qua 16 17 năm rồi các bác ạ. Thì nói chung là không tránh được vấn đề mà va chạm đâu. Đấy, nói thẳng với các bác là như vậy. Đấy, được cái là một chiếc xe nó không có đâm xô tai nạn nặng thôi. Đấy, cột kèo sắt xi của nó là nguyên bản. Đấy. Với phần đuôi xe là có trang bị cảm biến đó, cũng như là hệ thống cam lùi đầy đủ hết các bác nhé. Lốp dép thì dàn lốp mới cả dàn. Đấy, dàn lốp mới cả dàn. Gầm bệ đẹp, đấy, không có mục mọt một chút nào cả. Đây các bác xem đây ạ. Đấy, lốp dép dày dàn cả mới cả dàn các bác nhé. Đây, keo chỉ phần cua lốp này. Hệ thống cua lốp của nó là không có mục mọt gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Đăng kiểm con này đến tháng đến cuối năm các bác nhé, đến tháng 12. Đấy, đăng kiểm đến cuối năm. Và đây là phần nội thất của xe. Với cái phần nội thất của nó thì con này trang bị nội thất ghế da bọc cái tông màu đen. Đấy. Tại vì là chắc là bác chủ xe các muốn sạch sẽ cho nên là bác bọc riêng bộ ghế da này là màu đen luôn, đen tiền luôn, không có pha gì hết. Đấy, có màn hình đầy đủ các bác nhá. Và trần cũng được chủ xe bọc trần da 3D chống nóng đầy đủ rồi. Đây các bác xem đi ạ. Đó. Phần mặt tắp lô tắp ly của xe. Đấy, một chiếc xe khá là cứng luôn các bác nhìn này. Đấy, phần tắp ly của nó nhá. Đó. Rất là cứng cáp luôn. Đó. Đây, cột kèo sắt xi của nó là nguyên bản nhé các bác nhé. Đây, tất cả cột kèo đinh bấm nhà máy đều là zin nguyên bản nhé. Đấy, cam kết cho các bác là không có đâm đụng tai nạn gì hết. Đây, cái này nó bị bong rồi này, bị bong rồi này. Đấy thì em sẽ mua cái mới cho các bác nhé. Em mua cái mới cho. Cả bộ chỉ tầm mấy trăm nghìn thôi. Đây là phần hệ thống tắp ly cánh bên ghế phụ đằng sau. Đấy, phần tắp ly của nó đây, các bác nhìn đây. Đấy, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Tắp lua tắp ly của nó rất là ok này. Đấy. Rất ok bác nhé. Đấy, khoang nội thất đằng sau này. Lót sàn đầy đủ nhé. Lót sàn cực đẹp luôn. Đấy, hàng ghế đằng sau rất là rộng rãi. Thì chúng ta muốn ngồi đằng sau rất là rộng nhé. Rất là rộng các bác. Điều hòa ba dàn đầy đủ hết nhé. Một chiếc xe bản G, số sàn bản đủ đấy ạ. Có trang bị hệ thống phanh ABS và túi khí an toàn đầy đủ hết. Đây ạ, phần khoang cốp đằng sau này. Đấy, cốp đằng sau này. Đây có cả cái bộ lót sàn dự phòng luôn. Đẹp, nói chung là phần tắp lô tắp ly cũng như là phần cốp của nó khá là ok các bác. Đấy, rất là ok nhé. Biển Hà Nội tư nhân, gia đình đi không khoan đục, không đổi màu gì hết. Đây là phần hệ thống tắp ly bên ghế lái đằng sau. Đấy, các bác xem đây. Quá ok luôn. Sạch đẹp như thế này, đúng không ạ? Quá đẹp các bác ạ. Một chiếc xe Innova bản G đời 2007 giá chưa tới 200 nhé các bác nhé. Bác nào muốn biết thêm chi tiết về mẫu xe này thì alo ngay cho em. Đấy, một chiếc xe bản đủ số sàn. Bản G đấy, bản G là bản đủ các bác nhé. Đấy, đây. Có trang bị hệ thống túi khí an toàn, có hệ thống phanh ABS đầy đủ hết nhé. Máy con này thì đại chất luôn các bác nhé. Máy không bàn mà chất luôn.
Đây em sẽ mở máy cho các bác xem cái phần máy của nó nhé. Màn hình âm thanh đầy đủ, các bạn tắt bản tắt tai nhạc đi không có vào bản quyền. Đấy, điều hòa mát lạnh luôn, điều hòa mát lạnh nhé các bác nhé. Đấy, điều hòa mát điện tim luôn. Đây em sẽ mở máy cho các bác xem phần máy của nó này. Máy của nó thì không bàn vào chất nhé, gầm bệ cũng vậy. Đây, em sẽ quay phần gầm bệ cho các bác xem phần gầm bệ. Quá đẹp, không mục mọt một tí nào cả. Máy số con này thì không bàn vào chất các bác nhé, máy của nó đại chất luôn. Đây, em mở máy ra xem này. Đây là phần tổng quan của động cơ máy của xe nhé. Đấy, máy nổ rất là êm luôn. Đây các bác nghe máy này. Đấy, máy nổ rất êm nhé. Máy dòng này thì rất là lành và bền. Với động cơ của nó là 2.0, động cơ 2.0 trang bị hộp số sàn. Đấy, máy rất là ok các bác nhé. Cam kết cho bác là không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước nhé. Đấy. Có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe Toyota Innova bản G đời 2007 này thì alo trực tiếp cho em. Một chiếc xe bản G số sàn bản đủ tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Giá chào bán chỉ có 199 triệu đồng thôi. Em bao rất hồ sơ, bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu mẫu xe này thì alo ngay cho em qua hai số điện thoại 0866010016 hoặc 0906034285 để chốt ngay cái mẫu xe Toyota Innova bản G này các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái mẫu xe lần sau ạ.